Xin chào cả nhà đã đến kênh của Dante nha. Hôm nay Dante có một sản phẩm thật sự là cũng mới về và cũng nhất là mong đợi chờ em này lâu lắm rồi. Bởi vì là sau khi khách hàng chốt đơn cách đây và đến 5 tháng thì là trước cuộc em đấy cũng đã xuất hiện và cũng đến tay của Dante và chuẩn bị Dante sẽ giao chiếc xe này cho hai vị khách, có nghĩa là hai vị khách chúng ta thật sự là rất chi là lớn tuổi mà rất là gọi là dũng cảm vừa rồi khỏe mạnh. Thật sự hai bác này là năm nay là 78 tuổi nha cả nhà, 78 tuổi mà đặt một chiếc siêu xe. Oh my god, 78 tuổi già mà vẫn còn gân nhá, ghê. Một chiếc siêu xe mà hôm nay không phải là một chiếc siêu xe có dòng mẹt cả nhà, chứ không phải một chiếc siêu xe đâu, mà nói chung là một chiếc mini siêu xe thôi, mình gọi là nhỏ nhỏ. Thật sự là một động cơ AMG, máy AMG có phiên bản GLA, hàng SUV, có nghĩa là hàng gầm cao. Và động cơ này là một cái bộ máy 2.0 lít, nhưng mà cũng là một trong động cơ gọi là 2.0 lớn nhất của thế giới đã từng sản xuất. Rất là quan trọng bởi vì là những AMG GLA 45S này là có đến 421 mã lực nè. Đây là phiên bản mới nhất năm 2022 của chúng ta. Ok. Mà chỉ có 4 silin nhá. Cả nhà nghĩ xem, 4 silin mà 2.0 lít mà đến 421 mã lực. Rồi là cái moment xoáy nó Newton meter của nó là 4-500. Từ 0 vận tốc lên 100 km bây giờ là chạy khoảng 4,3 giây. Thật sự là 4,3 giây ấy, nó mình phải so sánh làm sao ấy. Thật sự nếu nói về 4,3 giây thì đó dành cho dòng SUV này thôi. Có nghĩa là nếu mình mà thằng đàn gọi là mình gọi đàn em nùn nùn cái nó ấy, gọi là dòng gọi là half stage ấy, con dòng nhỏ hơn mà thấp hơn ấy, thì là đạt phải 3,9 giây. Tại vì lý do em nặng hơn tí, bởi vì em là SUV cho nên em nặng thì cho là 4,3 giây trong 100%, còn là 3,9 giây. Thật sự là đó là cái vận tốc của cái dòng A này. Nói chung là gia đình của dòng A đi, trên cái gọi là G là A, còn là dòng A half estate ấy, mà nhỏ nhỏ phiên bản nhỏ đấy thì là nó nhanh hơn một chút, có gọi là 400 deal thôi. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu em này. Thật sự là nói thật sự là nó gấu lắm, thật sự đó. Mà chiếc xe này nếu mà mua theo những cái số tiền ở bên Thụy Điển này, thật sự là đối với đồng tiền rơi vào khoảng tầm đến 72.000 euro cho một chiếc đứng y chang như này. Mà 72.000 euro đó thật sự là đó là cứ lăn bánh thôi, cứ chạy thôi. Ngoài ra cái việc mà mình đóng thuế đường đấy thì nó này khác nhé. Thuế đường thì là đóng cho nhà nước đấy, 3 năm đầu tiên đóng khoảng 1.800 euro một năm trong 3 năm đầu tiên. Cho mỗi năm 1.800 euro, 1.800 euro và 1.800 euro. Sau đó chỉ sau đến 3 năm thứ tư thì xuống khoảng có mấy trăm euro một năm thôi. Ok, bởi vì là nó liên quan đến môi trường, bởi vì những xe nào mà động cơ gọi là cao rồi thải sức oxy nhiều ấy thì phải đóng thuế cao. Ok. Còn ngoài ra việc thuế đường sau đó bạn có đóng bảo hiểm nữa. Bảo hiểm thì rơi vào trùng khoảng 100 euro một tháng đối với chiếc xe thể thao như thế này. Ok, chúng ta sẽ quay lại em này và Dante sẽ quay lại cho mọi người và ngắm em này như thế nào nhé. Thật sự là Dante cũng đừng biết nhà, trước đây một năm trước ấy, là Việt Nam được nhập một chiếc đầu tiên của dòng A này, AMG 45 Formatic S này, là cách đây một năm trước ở Sài Gòn đã xuất hiện một chiếc gọi là A half combi half estate ấy. Mà cái vận tốc đó là 3,9 giây trong 100, nó cái chiếc xe nhỏ hơn, cũng là chiếc này nhưng mà nó là dòng nhỏ hơn thôi. Đó, gầm thấp hơn, đó nó xuất hiện Việt Nam cách đây một năm. Nhưng mà đối với bên Bắc Âu, bên châu Âu này thì sự dân ống này nó cũng rất là cũng thường xuyên. Nhưng mà mua đó, dòng Black Series ấy, thì nó lại rất hiếm. Chứ vừa rồi Việt Nam cách đây một năm được một cái phiên bản gọi là Black Series có dòng A. Ok. Ok, rồi bây chúng ta sẽ đi xung quanh để ngắm chiếc này nhé. Rồi Dante sẽ nói thêm chi tiết cho cả nhà xem. Wow, 78 tuổi. Hai bác này 78 tuổi. Ok. Yeah. Let's go. Check. Ok, bây giờ về nội ngoại thất của chiếc xe này ấy, thì là nó là hàng SUV rồi, nhưng cái gầm nó sẽ cao hơn chút đúng không?
Và cái bộ mâm này là mâm gọi là mâm standard, có nghĩa là khi đặt chiếc xe này là bạn sẽ được một mâm này, mà mâm này là mâm 20 nhé cả nhà. Mâm 20 mấy cái chấu là 5 sao. Đó, rồi là bộ thắng của ta, đội vằn chúng ta bên trong kia là màu đỏ. Nhìn rất là đẹp, nhìn nó lung linh luôn. Mà nốp là hãng của Michelin Sport Pilot 4S. Thì khi mà AMG này đặt riêng cho chiếc xe dòng AMG, thật sự là mỗi mà thương hiệu về lốp ấy phải dành riêng cho những cái bộ lốp cho nó phù hợp với cái chất năng và động cơ, rồi là cái sự bám đường nó phải đặc biệt hơn cho nên bộ lốp này thật sự là nó không có rẻ đâu cả nhà nhé. Okay. Michelin Pilot Sport 4S là có bộ lốp thêm cùng với chiếc vằn 20 inch của chúng ta. Ok, sau đó thì là mình nói về đến cũng như là Dante nói cho cả nhà hiểu, tại sự tiếng nhiều lúc tiếng Việt mình ấy, mình rất là dở, nhiều từ mình không biết dùng đâu, cho nên cả nhà thông cảm nhé. Cho nên là bây giờ mình nói về đến 45S Formatic này cộng của bên hạng Mercedes này đi. Lý do nó đặc biệt cái này có nghĩa là, thì Dante nói chạy bốn bánh, thực sự mình phải giải thích thêm là vận chuyển bằng hai cầu bốn bánh đúng không? Và sau đó thì là cái cộng này bên mạc ấy, nó đặc biệt cái là nó gọi là nó có thể di chuyển toàn thân và nó sẽ theo cái gọi là hoàn cảnh để mà nó tự giải quyết cho mình, nó bám đường cho mình, và nó có thể một thêm một cái chức năng nữa là nó di chuyển, một là đằng cái lực của nó ấy, một là đằng sau hoặc là đằng trước tùy theo hoàn cảnh mình lái kiểu gì. Mà cái cộng này đặc biệt Formatic cộng này là nó có thể drift. Đó. Nhiều chiếc xe Formatic thực sự không hết là khó drift cả nhà, nhưng mà cái này nó có thể drift được trên cái bốn bánh này, còn khi chúng ta di chuyển những vòng cua gọi là gấp đấy, nó cái lực của nó có thể tự di chuyển được. Khó nói quá. Không sao. Ok, sau đó thì bề ngoài chúng ta phải có cái chìa khóa thông minh này. Đó, ấn đây là gương nó cụp vô thì xe sẽ chìa khóa. Còn để tay đây ấy, thì nó sẽ mở khóa nha. Có nghĩa chìa khóa chúng ta chỉ để dưới trên người thôi. Rồi vì phía sau nha. Đó, rồi phía sau của chúng ta đây. Đó, cả nhà thấy đây. G là A nhé. 45S Formatic Plus AMG. Đó, chúng ta đây có một cái này gọi là nó có thể bảo vệ khi mình có thể nào mình di chuyển đồ đạc bên trong cốp ấy. Từ cốp mình bỏ vô thì cái miếng đấy có thể di chuyển, nó bị chảy cái sườn đít của mình ấy. Rồi nó có bên trong này chúng ta có một cái thảm, cho nó có một chút để mà đồ đến sau. Ở dưới này có bộ loa bass nằm ở đây, sau đó thì những cái đồ đạc như là mình gọi là sửa chữa những cái nốt của mình đó mà trên đường mình bị xì hơi ấy. Đó, chung là cái này thì nó cũng gọn gàng thôi chứ không phải xe gia đình, nó sẽ là xe nhỏ. Rồi là mình có cái để mà dòng mọt bấm đây. Bên châu Âu này rất là sử dụng những cái này. Đó, nó ra đây. Đó, nó ra đây xong nó thì phải lấy tay. Qua lên xe của gia đình tên cũng phải cần cái này, bởi vì mình kéo tàu đó cả nhà. Mình kéo tàu mình đi chơi đấy. Cho mình phải có cái này rất là quan trọng. Người nào không có tàu thì là kéo những chiếc xe gọi là xe camping của mình nha. Đó, xong mình ấn nó xuống thôi. Nút này nút ấn nó xuống. Đó. Còn nút này là khi mà ấn nút này thì là cái cốp xe nó sẽ đóng và xe nó tự hoàn tổng, nó tự khóa cho mình luôn, cho mình không cần phải cái chìa khóa giải khóa. Đây, chiếc xe này chúng ta có bốn ống xả mà màu tròn chứ không phải hình chữ vuông mà hình tròn nhá. Đó là hình tròn dành cho dòng gọi là dòng A này, gia đình của A series của Mac. Đó, chúng ta có cảm ứng khi mà nùi tiến đây, nùi đây. Đó. Rồi. Sau đó qua bên hông này, chỗ đổ xăng. Đây chỗ đổ xăng. Đó. Xăng này phải xăng đặc biệt là xăng 95 à 96 à 98 sorry, 98 bên đây. Ok. Đó, đó là bên ngoài đó cả nhà. Mấy cả nhà thấy sao? Thật sự là nhìn nó rất là bảnh, chứ rất là phù hợp cho hai bác 78 tuổi chuẩn bị sở hữu chiếc xe này. Ok rồi, đang tiến vào bên trong nội thất và xem có những cái gì nhá. Nói chung là cái màu đen này bên ngoài gọi là Cosmos Black Metallic nhé cả nhà.
cái metallic này thôi đó mình phải đặt thêm ấy, nó rơi vào tầm khoảng 700 euro nha. Đọc cái từ metallic ấy, nó có một chút kia kim tuyến đây nè, nói chung là nó tốt hơn, nhìn nó đẹp hơn nữa. Ok, mình phần bên rìa thì là đương nhiên chiếc xe này là có sưởi sưởi ghế ấm, thì cái đó là thuộc về bên standard của châu Âu, là mình có gửi sưởi ấm này. Rồi chỗ này là ghế điện tử, chúng ta là bằng điện tử và chúng ta có thể di chuyển nó, và chỗ có chiếc bộ nhớ. Bộ nhớ 1 2 3 cho 3 người ngồi và có chiều cao khác nhau. Và ở đây cửa chúng ta có cặp bằng carbon, sau đó là da nhân tạo, mấy cái đường đường chỉ gọi là đường chỉ màu vàng nữa, rất là đẹp. Và bên trong là microfiber trong cái cánh cửa này, nhìn rất là xịn sò và nhìn nó sang trọng lắm, sợ chết thật. Bộ ghế vậy thôi, bộ ghế cũng cùng chất lượng với nhau. Ghế này không phải là ghế đặc biệt cho cả nhà bởi vì nó có cái ghế performance race nữa, nhưng mà cái này là hai bác này đương nhiên là muốn ngồi êm chứ không muốn ngồi kiểu kiểu thể thao quá, cho hai bác không không đặt bộ ghế đó. Bộ ghế này gọi standard nha, là bao gồm chiếc xe đã có bộ ghế này rồi, thì cũng là đường chỉ vàng và microfiber ở giữa và da nhân tạo bên rìa. Dù sao hai bác này cũng 78 tuổi cả nhà, 78 tuổi mới chơi chiếc mini siêu 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 phẩm này thì là hơi gấu ấy. Ok, thì chúng ta có cửa sổ trần, cửa sổ trời trời, ok, trần. Nhưng có điều là đang rất thích về cái sản phẩm này của AMG này ấy, bởi vì là cái vô lăng nó sợ chụp vô lăng thôi nó đã, vì nó mềm, nó sướng thật sự luôn, như là mình cảm giác đang ngồi trường trường đua vậy, nhìn nó khỏe thật sự. Nếu có vô lăng này cái cảm giác nhiều người rất là thích luôn nhá, tăng thấy rất là thích luôn thật sự luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ coi xem bên trong có những gì, và đang phải nói chung phải bấm chữ engine này, mình động mở lại động cơ cho nó tí. Nhạc không nên có. Thì chúng ta có 64 màu, cũng như cả nhà thấy nó có 64 màu trên chiếc xe này. Thì ban đêm ấy, chạy xe rất là đẹp, như một cái lon sẽ nó mình có chín màu. Rồi trên những turbin này nó cũng ra mình như các loại màu luôn. Đó, giờ là này có địa bàn, rồi là có Bluetooth gì những cái gì đó, cũng giờ là chế độ, đây là chế độ có nghĩa là giảm tốc độ với cả theo nền nền đường treo xe trước khi mà mình đã đi kịp một chiếc xe nào đó thì xe mình sẽ tự thắng nhá. Chế độ tự thắng nữa nè, rồi cảm giác nền đường vân vân. Xong rồi đó, bây giờ đang tên ngồi trong cái coupe có chiếc gọi là A45S 4MATIC này rồi. Và hai bác này thật sự là chiếc xe này đối với hai bác thật sự là nó cảm giác sẽ rất là lạ, bởi vì thứ nhất người ta thích ngồi cao, nhưng mà được cái là động cơ 421 mã lực thật sự là hơi gấu đối với người lớn tuổi. Mà hai bác là thật sự là cũng gọi là cũng biết hưởng thụ trong cuộc đời, cho nên là quyết định chốt đơn một chiếc xe này để đăng sẽ giao cho hai bác này trong vòng một tuần nữa. Và mình đương nhiên là đăng sẽ không có thể được chạy thử bởi vì mình xe người ta sẽ bóc tem, người ta sẽ phải người sở hữu, chứ đăng không có chạy thử được. Chứ những clip clip tiếp theo video video vừa rồi đăng tê cũng có đăng cho mọi người xem, là đăng tê cũng có trải nghiệm những chiếc AMG rồi, trong khi đó là có một cái dòng máy y chang cái này một tuần, đó là dòng ST, dòng khôn, dòng dài đít dài đấy. Thì mọi người hẹn đó xem những chiếc xe video đó để nghe được tiếng bộ như thế nào nhé. Thì nói chung chúng ta đây thật sự xe bên đây ấy, mua là cũng như là nước khác thôi, khi mình mua mới là hoàn toàn là mình đặt từ hãng vô ấy, thì đăng sẽ lên hợp đồng mà đặt cho họ đấy, thì mất khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng, có lúc thì 2 tháng tùy theo dòng xe. Nhưng những xe này mất khoảng tầm 3 tháng, nhưng mà đối với thời đại Covid vừa rồi mất mà đến năm hơn 5 tháng mới được chiếc xe này. Và giá tiền chiếc xe này ấy, là gọi là thêm những option như là người ta đã từng chọn đấy, như là Burmeister Distronic Plus, rồi là 360 độ, rồi kính trần, rồi vân vân. Thì hai bác thì chọn thêm option rơi vào khoảng tầm gần 8 ngàn euro tiền option và thêm nhé. Thì là đối với xe này tổng cộng giá của nó ấy, cả option là 73.000 euro. Nhưng thì mình sẽ đương nhiên mình sẽ được giảm giá cho họ, mình sẽ giảm giá cho khách hàng cho họ. Thì sau giảm giá thì còn có 67.000 euro thôi, xong xuôi. Có nghĩa 67.000 euro là cứ lăn bánh chạy thôi. Đó là xong. Rồi là người ta sở hữu xe thì người ta chỉ đóng thuế đường và bảo hiểm, rồi là tiền phụ tùng xe thôi, chứ không có đóng thêm tiền gì nữa, là cứ lăn bánh chạy thôi.
đó, chứ không có phí phí gì để đóng thêm cho nhà nước đâu cả nhà, chỉ mỗi cái thuê đường thôi. Một năm xe này khoảng tầm khoảng 1.700 euro một năm thuê đường trong 3 năm đầu tiên. Thì trong chiếc xe này, à anh tôi phải quên nhắc, những dòng máy AMG của Mercedes ấy rất là quan trọng. Một điều là có cái máy mới, đương nhiên là xăng nó chưa có hoạt động qua máy, nó chưa có lọc cho nó thông, rồi nói chung là nó chưa có được nên gọi là những cái động cơ nó đầy đủ ấy. Thì trước khi chúng ta phải đạp tẹt ga chiếc xe này ấy, mà nhà máy AMG này chúng ta phải chạy ít nhất là 1.500 km nha cả nhà, có nghĩa là xe mình phải được lăn bánh 1.500 km trên số đó, thì lúc đó máy nó sẽ gọi là được đều thông, gọi là thông, gọi là warm up xong rồi đấy, thì nó thì cứ đạp tẹt ga cho thoải mái. Bởi vì máy AMG này nó là phải chịu đựng được sự kiên cuồng, tiền điên cuồng của người tài xế, có nghĩa là đạp ga racing, nói chung là cho nó gọi là đã đấy. Bởi vì máy người ta sản xuất như vậy mà, tại vì máy AMG này là không phải làm bằng robot, mà mỗi một máy AMG ấy, có mẹ cái là làm bằng có một người thợ chỉ làm bằng tay mà lắp ráp thôi. Và khi họ làm xong họ sẽ có một chữ ký ở trên dòng máy đó, đàn tên sẽ cho các nhà xem khi mình mở cái mui này lên để xem bộ máy nó là ai là người đã dùng hai bàn tay của họ để mà sản xuất ra cái bộ máy AMG cho chiếc xe này. Ok rồi. Santa, đàn tên rất thích cái vô lăng này, nó thật muốn đấy. Trong dây AMG nhưng cái vô lăng này đàn tên thích nhất là thích SL63 rất là hay, mà cái dòng A series này cũng rất là nhìn rất là khỏe, rất là bắn, nhìn rất là gấu luôn. Bây giờ Dante sẽ thử mở để ba xem cả nhà nghe cái tiếng của nó thế nào. Ok, sau khi mình mở để ba xong mình phải thử xem là chế độ ESC Comfort thì lúc nào chạy trung bình cho cái giảm sóc nó mềm. Đó, chạy trong thành phố, còn nó chạy ra đường ấy. Mà muốn chạy S Plus ấy, thì đương nhiên thì mình mở cái S Plus này, Sport Plus này, thì là cái suspension của nó đấy, và gọi là cái giảm sóc của nó sẽ cứng hơn và sẽ bám đường sẽ rất là tốt hơn, và cái ống bô này nó sẽ kêu to hơn một chút đó, cả nhà nghe nha. Đó, Dante sẽ đạp ga một chút xíu thôi chứ Dante không muốn đạp ga nhiều, bởi vì sau xe mới mình cứ để nó từ từ thôi. Đó, sau khi đã mở được cái lóc máy của chúng ta ra thì cả nhà hãy xem chiếc máy của họ như thế nào đây. Chiếc này là chiếc máy động cơ 2 lít 4 xylin. Nói chung là một cái động cơ gọi là 2 lít mà khỏe mạnh nhất, một trong khỏe mạnh nhất trên thế giới, nó sử dụng 421 mã lực mà mới 500 mô men xoắn. Đó, cũng như Dante nói, AMG của Mercedes thì là phải dùng không dùng máy để mà xây, mà dùng bàn tay của con người để nắp ráp nó vô từng mảnh, từng khép, nói chung là từng biến ốc một. Đây, người đã sản xuất ra và lắp ráp cái máy này tự anh ấy tên là Lucas Math tại AMG Center của Germany, Đức. Đó, handcrafted by Lucas Math. Đó. Cho khi mà cả nhà mà mua một chiếc AMG thì biết rằng là có một người nào đó đã chăm sóc một cái bộ máy cho cả nhà. Khi mà chúng ta đã gọi là biết rằng là khi mình mua một chiếc AMG thì là có sẽ có một người nào đó lắp ráp bộ máy cho mình và bằng hai bàn tay của họ, thì mình cũng cảm thấy rất là hãnh diện và rất là vui và an toàn, đúng không? Bởi vì không có liên quan gì đến con robot gì hết. Được rồi, hôm nay Dante chỉ nói đến vậy thôi, và các bạn mà có cái điều gì mà muốn hỏi, muốn comment ấy, hoặc là muốn nhắc nhở Dante để Dante có thể tốt thêm ấy, trong cái ngành gọi là review xe này, thì mong hãy comment cho Dante biết, bởi vì Dante thực sự cứ nói các bạn thông cảm nhé, là tiếng Việt mình không có 100% rằng những từ nó rất là khó, mình không hiểu mà chưa bao giờ nghe, không biết nói cái gì, cho những lúc nó nói cập mình không biết dùng từ nào cho đúng đấy. Mong cả nhà thông cảm cho mình nhé, tại vì mình làm sao cũng muốn để cho cả nhà xem, bởi vì lý do như khi mình ở bên nước ngoài, xe pháo mình di chuyển và buôn bán như thế nào, thật sự nếu ai mà muốn mua xe hoặc muốn tư vấn xe thì là cứ có thể comment để mình trả lời dùng cho. Ok, được rồi. Vậy hôm nay thì đến đây thôi nhá. Rồi mình sẽ hẹn các bạn vào lần sau đi. Chắc dịp sau quá. Thì đương nhiên phải dịp sau rồi. Thì nhưng mà mình sẽ review những chiếc xe gọi là xe lướt nhiều hơn nữa. Bởi vì xe lướt ở bên đây bán rất là nhiều, và rất là giá, rất là gọi là ok. Nên mình xài được về những xe lướt đó.
họ đã sẵn xe xài rồi ấy. Được rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà, và chúc cả nhà một ngày cuối tuần vui vẻ. Ok, bye bye. Bây giờ khách chúng ta đã giao xe hoàn toàn xong. Bây giờ hai con cháu, có nghĩa là một đứa con và đứa cháu của hai ông bà khách hàng của Nam T, 78 tuổi, đó, hai họ, nó sẽ hỏi nói về đẹp rồi.